Sự bắt cướp khác nhau của Ấn Độ và Nhật Bản. Nền dây màu bánh mật khỏe khoắn quá trời, mỏng nhẹ sáng tự nhiên hài. Chân mài cong đậm sắc sảo, chân mài nâu nhạt from tự nhiên hài. Dùng kem lót mắt trước khi đánh mắt, màu mắt lót có ánh nhũ nhạt. Phải nhấn cái hốc mắt cho thiệt là sâu sâu hùn hú. Trời ơi, con mắt nãy giờ cũng hai ba màu rồi đó bậy. Eyeliner viền mí trong gãy nhẹ đuôi ra ngoài thôi. Thêm miếng kim tím chiếu chiếu, mì nó dài mà nó cong. Chút mì tự nhiên có nhiều chơi nhiều. Má hồng xéo xéo, má hồng nó trong veo càng bóng sòn kiểu tôm ấm. Mấy sòn bóng bóng tôm lạnh. Tiếp theo sẽ là quốc gia nào đây?